Thank you.
Ừ, nhá, bố mẹ đi suốt ngày rượu chè bê bết, không biết bố mẹ ở đâu. Có sách gạch từ vào ống kính đây. Cái gì? Mà vào đây chuyển gạch lên trên đây. Thank you.
bọn nó điện này nào. Thì chết rồi, chưa có đám nào phải không? Đó, nó vui. Thế mình nhìn chả biết, chả thấy gì. Đây, nó đến này. Thế này làm cái túi thì còn đâu rồi, còn đâu cũng biết rồi. Dạ. Cái nhà có. Nhà có, bỏ mẹ gì? Nhà đang quạt nạc. Cơm này nghe hết là mấy vợ thấy được cả nghe này. Này à? Đúng rồi. Cái này nó khôn đấy không ạ? À? Nó không bị điếc. Nó không bị điếc. Bán thịt nữa vào cái xẻ cái xong. Nhưng mà nó khắm. Không vậy. Ông có ngửi được ông biết không? Ông ngửi được biết. Hỏi với ông Hải Hậu là đi quất lâm đi Thịnh Long. Đi làm dưới mưa thì mưa, bố về quê bạn đi mấy cơn mưa tối nay nó bị đo. Mưa chứ mất. Cái này thơm.
Ừ. Đây mặc tao này. Ô vô, đây mặc tao không chứ rồi không? Vô. Nuôi cháu lớn hàng ngày rồi mà về không được mấy ngày mà trông con này. Vâng. Phải à? Mai về trông nó nhá. Ừ.
Được vào mày hả? Lựa ông bằng mami này. Nha. Kẹo ra nói. Ừ, đồ ngang cuộc. Mấy được con kẹo ở nhà thôi ngày khóc nha. Đây. Mẹ hả ổ? Ô bà. Cậu bốc thú.